rủ ra xem đánh cá. Đây đào mấy bạch tán sum suê cao 2,5 m trở lên, chậu chậu 80 đấy, đào đấy, chán chưa. Như thế này là các năm ngoái thì đẹp rồi nhưng mà năm nay cảm giác vẫn chưa được ưng ý. Này toàn con thoát kinh điển, đẹp chưa, cao mẹ toàn từ 2,5 m, thoát thân thì ối rồi ôi, thằng nì không sẹo, gốc thì quái. À ơi, vanh toàn vanh xít soát 20 thoát mét 05. Dưới ly chậu này, chậu mẹ chậu sợ 80 không phải, chậu 86 đây này, dày ni cao toàn 2,5 m 2,7 m. Ơi bạch thì nó thưa răm hơn, rồi cao vút vụt này 3 m, hơn 3 m, thoát thân riêng thoát thân con này đã 1,6 m mẹ nó rồi, hơi hơi thưa. Cái gì đấy mày, ở đâu đấy, ra tao mượn cái bơm, có cái bơm ở chỗ nào, có thằng nào nó có cái bơm không, bơm xe máy ra quán này có à, nhưng mà xe nó ở trong cái cô bác cơ mà, thoát mét 2 ra phải bảo thằng Tiến hay mày ra mượn cái bơm như dở hơi à. Mẹ toàn thoát mét mút đấy, chậu chậu bảy à, chậu 70 cao thì 2,5 m, tán vẫn chưa làm.